chào quý anh chị các bạn trong cái video này chiến sẽ giới thiệu tới quý anh chị các bạn một cái mẫu đèn mô vinh roti 12 mắt đảo xoay đánh sân khấu sự kiện đây trên màn hình quý anh chị các bạn là mẫu đèn moving vinh roti 12 mắt đảo xoay thì cái mẫu này là nó có 3 chế độ chạy chạy tự động chạy theo nhạc hoặc chạy có bàn điều khiển ánh sáng thì thông thường quý anh chị các bạn cứ cài đặt chạy tự động hoặc theo nhạc là được thôi và những cái mẫu này luồng sáng nó to như cổ tay cường độ sáng nó rất là khỏe nên rất phù hợp dành cho sân khấu thì trong cái video này mình sẽ test thành hai cái trường hợp một trường hợp là đèn chạy không kết hợp với khói và hai là trường hợp đèn chạy kết hợp với khói để cho quý anh chị và các bạn có cái tư liệu để xem tham khảo và so sánh đây là cái trường hợp đèn chạy không kết hợp với khói đâu quý anh chị các bạn nhé đấy mà mình đang cài đặt ở chế độ chạy tự động và mình đang cài đặt nó quay ở tốc độ khoảng 70 đèn này nó có tốc độ quay nó có mình có thể chỉnh được tốc độ quay từ 0 đến 99 đấy nó mình đang cài đặt ở chế độ quay có 70 thôi còn quý anh chị và các bạn muốn đèn nó quay nhanh hơn cũng được mà quay chậm hơn cũng được nhé đây đèn đây khi mà chạy không kết hợp với khói thì chúng ta sẽ không nhìn thấy rõ các cái luồng tia đâu chỉ nhìn thấy những cái đốm xanh đỏ tím vàng quanh toàn bộ không gian sân khấu thôi và cái mẫu này là rất phù hợp dành cho không gian sân khấu sự kiện nhỏ cho các đơn vị làm sự kiện nhỏ hoặc là sân khấu phòng hát hoặc là phòng hát gia đình đều dùng được đây là trường hợp không có khói đâu quý anh chị các bạn nhé độ phủ của đèn rất là rộng nó đánh loạn không gian phòng lên đánh loạn không gian sân khấu lên và đèn mình có thể chỉnh được khi mà chạy ở chế độ tự động thì chúng ta có thể chỉnh được nhanh chậm của đèn và mình đang cài ở chế độ chạy 70 có nghĩa tốc độ quay của nó 70 còn quý anh chị và các bạn muốn nhanh hơn thì có thể cài nhanh hơn nhé còn đây là trường hợp là mình vừa tạo ra một bàn khói từ máy phun khói sân khấu thì quý anh chị các bạn mới nhìn thấy rõ các cái luồng led luồng luồng led giống như trong video nhé đấy có một lưu ý đặc biệt như này để nhìn thấy rõ các cái luồng led luồng laser ở trong các, ở các cái mẫu đèn thì bắt buộc là cần phải kết hợp thêm với một màn khói mỏng từ máy phun khói sân khấu đấy quý anh chị các bạn và uh, lưu ý cái vấn đề đấy chứ nhiều anh chị xem trên các youtube trên các cái video trên youtube thấy đèn chạy rất đẹp nhìn thấy các luồng tia quét rồi các cái luồng beam rất là sáng nhưng mà khi mua về nó không giống vì đơn giản thôi trong video đấy người ta quay người ta kết hợp đèn với khói thì quý anh chị và các bạn mới nhìn thấy rõ được các cái luồng đấy như vậy như trong video này này đấy, đoạn đầu không có khói thì chúng ta không nhìn thấy luồng đúng không còn đoạn sau mình kết hợp với khói thì sẽ nhìn thấy luộc Đấy quý anh chị các bạn chú ý nhé. Để được tư vấn liên hệ mua hàng thì liên hệ trực tiếp với chiến đặt số điện thoại ở trên màn hình.